sướng mới lè lòi. Sợ bữa nay không có tụi nó như mất cánh tay vậy. Mày cứ coi giống như là ai chọc mình làm đi. Không sai được ông rồi. Trinh, ủa Trinh Nguyễn hay Trinh Võ ta? Trinh Nguyễn nè anh ơi, Trinh Nguyễn mà Hồ Chí Minh á, ghi ở bãi Trinh Nguyễn 668 Hồ Chí Minh. Hai cái áo một trắng một tím, hai cái 150 nghe. Bảy ơi, bảy ơi nhảy bảy coi bảy bà rảnh. Ở đâu vô vậy bà nội? Chết đâu nghe mùi thúi vậy bà nội? Hai cái 150 nghe nè anh Trinh Nguyễn. Giống quỷ sứ ghê chị. Không biết có ai kêu chị giống quỷ sứ không? Chứ em thấy chị giống quỷ sứ lắm rồi đó. Ha. À, chết đâu nghe mùi thúi vậy bà nội? Phương Trinh Đoàn, Phúc Long em. Hello mấy chị ơi, cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị. Ha. Bích Thủy 8 năm rồi gặp lại. Ủa tưởng nay nghỉ đi khắp. Mới về đó bà nội. Mới về đó bà nội ơi. Con khổ quá mà. Thiệt chứ. Con khổ với mấy mẹ quá mà. Bấm giùm em cái nút chia sẻ đi mấy chị. Ho Lục Bình. Em chuyển, à, dạ em chuyển khoản luôn. Em nhờ tao lấy khoản, ok em. Anh ơi, cái nick huynh đệ đang nhắn tin nó vô chuyển khoản đi, 280. Ờ, lấy gì quên mất mẹ, ừ. 280 cộng 20k ship. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây mấy chị ơi. 1 phút 30 giây thôi nha. Giải quyết hết từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Ha. À, giải quyết hết mà. Chờ em 1 phút 30 giây đi. Ăn ón giang hồ. Ghi là huynh đệ. Quân đệ chuyển khoản. À, có gái Phương Trinh Đoàn. Rồi em xin mọi chị một nút chia sẻ nha mấy chị nha. Xin á. Bữa nay mình dùng từ xin á mấy chị. Xin. Chị nào thương thì cho giúp em, còn không thương khỏi cho cũng được. Anh ghi Hoa Lục Bình nè. 250 của Hoa Lục Bình Hồ Chí Minh 786. Hoa Lục Bình Hồ Chí Minh 786. Giờ bữa nay tụi nhỏ nó đi hết rồi, cho nên phải từ từ. Ai muốn nhanh cũng không có được ha. Rồi 250 là của Hoa Lục Bình. Giờ lên gì cho mấy chị? À, đồ chưa? Đồ chưa? Nhắn tin chốt là chị đúng rồi chị Kha. À, cho 5 lượt luôn. À, chị ơi nhờ. Má thiệt. Mấy quỷ e cháu nó đi chơi hết trơn. Giờ chỉ có hai vợ chồng già thôi. Cho nên tối nay là mấy chị đừng có hối em ha. Tối nay mà mấy chị hối em cái em cắn lưỡi em chết luôn. Ủa nãy chị Hành có lấy áo đá không? Thiệt lòng. Bây giờ em sẽ lên cái hàng này cho mấy chị trước nè. Em lên cái hàng mà hồi trưa mà áo thun mà hai cái 150 ngàn á. Thì tối hôm nay em sẽ lên cái này cho mấy chị trước nha. Nha mấy chị nha. Nè 150 ngàn hai cái, làm ơn mua cho mau mau một cái. Ha. Chứ không có ở đâu mà ở đâu mà bán cái áo kiểu cô tông 100% mà bán rẻ như thế này đâu mấy chị. Không có ai bán rẻ hết trơn hết trọi ha. Lưu ý giùm em nha. Cái áo này là không có ai bán rẻ đâu. Ok chưa? Tao nghĩ là chưa mua là chưa có gửi đâu, mai mới gửi. Trắng đen vàng và xanh lá đậm. Trắng đen và trắng đen. Vàng và xanh lá đậm. À, trắng đen. Vàng. Vàng không có. Vàng em coi thử mấy cục hàng này còn cục nào không. Anh đeo chiếc vỏ đó anh.
hết vàng à. Ở đây còn cái vàng nè. Rồi, 4 cái 300 của anh Lê Tiết Võ. 4 cái 300. Đây mấy chị ơi, lên áo cho mấy chị coi nha. Áo này là 150 ngàn 2 cái, 60 đến 88 kg cũng vừa. Nói chung là nếu mà chị nào chịu mặc ôm thì 90 kg vẫn vừa ha. Dạ hết rồi chị. Rồi áo này là màu rêu nè. Chốt giùm em màu rêu cô Tâm nha. Màu đỏ cô Tâm mấy chị. Màu đỏ nè. Chốt giùm em màu xanh lá nè. Màu xanh lá cô Tâm nha. Mấy cái này mà mấy chị nào mà đã mặc cái mẫu này rồi là mặc sướng lắm. Màu cam. Cái này chốt giùm em là xanh. Xanh gì đây ra? Xanh coban đây ha. Cái này là xanh đen nè. Cái này là con xanh đen, nó nhiều màu lắm. Rất là nhiều màu mà rất là nhiều cái hình in ha. Con này là màu xám nè. Con này màu trắng nè. Con này tím đậm nè. Nói chung là nhiều màu lắm. Đỏ nè. Cam đất. Con này là xám nè mấy chị. Xám. Đó. Chị nào chốt 2 áo 150 ngàn chốt lên giùm em. 2 áo 150 ngàn quý vị ơi. 2 áo 150 ngàn lên giúp em nha. Chị nào chốt thì chốt nhanh giúp em. 2 cái 150 ngàn. 2 cái 150 mấy chị ơi. 2 cái 150. Chị nào chốt 2 cái 150 chốt lên giùm em. 2 cái 150. 2 cái 150 ngàn ha. Chốt giùm em 2 cái 150 ngàn quý vị ơi. Đây. Chị nào chốt 2 cái 150 thì cứ chốt giùm em 2 cái 150 nha mấy chị ơi. 2 cái 150. Còn chị nào muốn ưng áo khoác thì em lên lại áo khoác cho mấy chị ha. Chị nào muốn ưng áo khoác thì em lên lại áo khoác cho mấy chị. Nha. Mà số điện thoại khác nha. Áo này size 100 kg mà không vừa đâu chị Vi Thiều. Áo này size 100 kg mà không vừa đâu ha. Size 100 kg là mặc không vừa cho nên chị đừng có chốt. Chốt vô xem. Cái dâm á hả? Không, cái dâm này hàng xuất không có đâu. Cái này có một cái duy nhất à. Anh Tư đưa cái hàng xưởng vô giùm em cái anh Tư. Vô hàng xưởng. Cái dâm á chị, cái dâm. Cái con này con dâm hàng xuất chị. Cái con dâm mà cách đây mấy bữa em có đăng cái hình em chụp trước xe hơi á. Là con dâm đấy đó. Rồi lên tiếp đồ tạ, đồ cho mấy chị nè. Mấy bao giờ? Tám với rêu của Bình Thương. Tám nè. Với rêu. Rồi hai cái này của Bình Thương nè. Cái này 150 của Bình Thương. Bình Thương còn gì 80 ngàn đây nha. Bình Thương còn gì nhà chị Yên 80 nè. Đồ bộ quần váy có nhung lên. Nói chung là hàng nhà em là bát ngát quá chị. Hàng nhà em bát ngát chủ yếu là em like. Ở chủ yếu là em like kịp cho mấy chị hay không thôi. Ha. À. Chủ yếu em lên like kịp cho mấy chị hay không thôi. Cái đồ nhà em này bắt ngát. Rồi mấy chị ơi, em về bộ này nhưng mà bộ này vải đẹp lắm à. Bộ này bộ sắn ngực và tay đẹp không? Tay rất là dễ thương ha. Rồi chốt giùm em bộ đen bò. Chốt giùm em bộ đen tay phối bò. Bộ này là sắn ngực vải mềm lắm nha. Ở trước là sắn ngực nè. Cái tay rất là dễ thương nè ha. Chốt giùm em bộ đen phối bò. Đen phối bò quần chín tóc vải rất là mịn ha. Rêu với xanh coban. Rêu. Rêu nè, với xanh coban của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Hai cái này 150 của Nguyên Phạm quận 12. Dạ chờ em chút chị Ánh Hoàng. Rồi set 9 tóc nha. Chị nào chốt cái set 9 tóc chốt giùm em. Set này là 240. Chốt giùm em là đen phối bò 240 mấy chị ơi. Đen phối bò 240. Chị nào chốt đen phối bò 240 chốt giùm em đen phối bò 240 nha. Đen phối bò 240. Lưu ý giúp em nha. Đen phối bò 240 và có tổng cộng 4 size. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg đen phối bò. Chị nào chốt thích đen phối bò chốt giùm em lên size kèm số ký. Bộ này vải mịn lắm. Bộ này vải rất là mịn ha. Dâm vét mà ống rộng. Dâm vét ống rộng. Kiếm mẫu gửi chị. Thấy chị Aero Phạm thấy. Em trả lời chị là không có bộ thể thao đó rồi mà thể thao sale hết rồi chị. Thể thao sale rồi chị ơi, sale sạch sẽ rồi. Cho nên hiện giờ là trong nhà không có cái bộ đó chị. Không có bộ đó.
Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. 87 kg. Lấy áo, lấy rồi, chưa lấy 4 cái rồi. Chị Minh Xu Hồng nè. Minh Xu Hồng 240. Dạ. Minh Xu Hồng 240. Bộ này vải đẹp. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Bộ đỏ mấy chị ơi. Đẹp không? Mấy chị ơi coi giùm em bộ đỏ nè. Bộ đỏ rất là đẹp nha. Bộ đỏ em may theo cái mẫu ở trên mạng á mấy chị. Mặc lên cực kỳ xinh. Rất là xinh nha mấy chị nha. Bộ đỏ. Cái tùng áo nó cũng đẹp nè mấy chị. Cái tùng áo nó cũng lạ và đẹp. Cái tùng áo nó cũng vừa lạ và vừa đẹp. Đây mấy chị, chốt giùm em bộ đỏ kèm với quần đen dài. Bộ này là 250 ngàn. 250 ngàn bộ đỏ kèm quần đen dài. Bộ này cũng 4 size mấy chị. Dưới 70, dưới 80, dưới... Trời ơi, chồng em muốn xuống giữa sò thôi chứ. Con vợ lai muốn chết luôn hả? Trời ơi là trời. Trời ơi, phí nữa chứ trời ơi. Đỏ phối đen quý vị ơi. Đỏ phối đen là 250 ngàn đỏ phối đen. Chị nào chưa chốt bộ này có áo kiểu có chị Trúc Ly. Trưa nay em lên quá trời áo kiểu chờ chút em lên lại áo đá cho mấy chị. Mấy chị chờ em chút xíu nha, lên lại áo đá cho mấy chị. Không có nôn được đâu mấy chị ơi, mấy chị nôn cái em cũng rối ở trong lòng luôn. Em không có làm gì được luôn á, thật sự luôn. Anh Tư lấy giùm em hai bộ này size L anh Tư. Hai bộ trong bao nè. Mẫu mùa đông Ngọc Minh rồi mấy chị chờ em chút được không mấy chị. Thật sự là em còn 2-3 bao đồ Quảng Châu mà cao cấp mà nặng ký luôn á. Thật sự luôn. Cho nên mấy chị chờ em tí xíu đi mấy chị ha. Chờ em một tí. Có mẫu màu đông lên quần đen, chưa lên quần đen. Bây giờ chị Vui Tu lấy quần đen nào thì chị có báo em lấy chị chứ. Nó cũng na ná nhau hết á chị. Rồi đây là set rêu mấy chị, hôm nay giờ set không hay sao? Đây là set rêu tay cánh tiên và có đính ngọc trai. À, set rêu tay cánh tiên và có đính ngọc trai set này. Rồi set rêu này là quần gì? Set rêu này là quần quần chính tất mấy chị. Rồi set rêu này bán cho mấy chị. Đang mặc là cái dùm không có hàng đâu anh tiếc vỏ. Để 4 cái áo thun cho chị rồi nha. Cái set này là set dùm 240 chính tất ha. Chị nào chốt dùm hai, chị nào chốt set rêu 240 chính tất chốt lên giùm em nha. Dâm 249 tấc nè. Dâm 249 tấc. Có quần tay. Mình người mặc mình đâu có mâm, mình đâu có mặc đáy ngắn được đâu chị Kha Nguyễn. Đáy vừa mặc vặt lắm. Đáy tới rúng hoặc là nhỉn lên rúng chút xíu này nè. Chứ mình đâu có may đáy ngắn được chị Kha. Không thể là may đáy ngắn được hết trơn hết trọi ha. Rồi còn một mẫu nữa sẵn lên luôn. Sẵn lên luôn cho cái hàng xưởng cho nó xong. Hình như đầm. Hình như đầm mấy chị. Xinh không? Đầm nhung, đẹp không? Đó, rêu, anh ơi, rêu 2XL của Minh Xu Hồng. 2XL của Minh Xu Hồng. Chờ một chút Kha ơi. Sẽ có rất là nhiều hàng, thật sự là hàng nhà chị á, nếu mà đi sale á là một tháng không hết hàng. Thật lòng luôn. Mấy chị thấy hàng mới một ngày em về biết bao nhiêu mà hàng ra em không có bao nhiêu đâu. 2XL nha, 240. Thì mấy chị tính thử đi mấy chị. Mấy chị tính thử đi. Minh Xu Hồng 240. Hàng thì ngày nào em cũng về bao tải á. Bao nhiêu hàng Quảng Châu chưa khui kịp luôn. Rồi đầm nhung mấy chị ơi. Đầm nhung. Chị nào chốt mẫu đầm nhung này chốt lên giùm em đầm nhung. Đầm nhung này cổ rộng nè. Cổ hơi rộng nha. Cổ hơi rộng. Và mẫu giống như mẫu công sở không? Dễ thương không? Rồi đầm này 280 ngàn đầm nhung. May bộ dâm giống bộ đang mặc đi đẹp đó. Dạ để em đang may. Em đưa cái hàng này xuống cái con xưởng em nó cho mất đồ luôn. Cho nên ít khi nào mà mua nó kiểu như đồ hàng xuất á. Đồ hàng xuất là lâu lâu có một cái á. Là chị mới biết sao. Đưa xuống dưới xong nó may cái nó ăn mất mẹ cái giùm em luôn. Bao nhiêu lần đưa đồ đẹp xuống đều vậy hết á. Đây mấy chị. Đây nè Nhung ơi. Ơi con đầm này rất là dễ thương nha Nhung nha. Con đầm này dễ thương cực kỳ luôn. Nói chung là dùng từ tuyệt vời là con đầm này. Ha. Rồi, chị nào chốt đầm nhung, chốt giùm em đầm nhung. Chị nào chốt xếp bộ, chốt giùm em xếp bộ ha. Xếp bộ.
nhìn váy đấy được nhỉ. Rồi chị nào chốt đầm nhung thì chốt nha. Bảy ơi, anh xuống đây anh đưa hàng xuống dưới cho em này bạn. Đưa bốn bốn đồ, bốn bao đồ xuống anh. Đưa xuống đây chị luôn không? Đây là bỏ vô đây nè. Giờ em lên lại hồi trưa chị nào chưa mua áo thun đá. Để ra xuống mua phở cho ba. Để con đang mua phở cho ba đó. Mua phở gần nhà ba hả? Ba ngồi chờ một chút đi. Qua đây luôn ha. Anh dưới luôn không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh Tân ơi, làm cái đấy đi. Chị Minh chờ em chút nha. Nay nhà có hai vợ chồng mấy chị phải chờ một chút. Mấy bữa nhà em một lần like là 6-7 đứa. Giờ nhà em mới có hai vợ chồng rồi đó mấy chị. Phải chờ em chút xíu. Đưa xuống luôn. Là bán được gì bán. Không không, anh bỏ cái đồng ra để cho chút cái lùm vô nó chụp. Tụi nhỏ xin đi chơi rồi. Nói chung mấy tháng nay cũng cho nó đi chơi mấy chị. Để cho chị Lành nó dẫn tụi nó đi chơi rồi. Dẫn tụi nó đi chơi rồi. Cho nên ngày hôm nay nhà em có hai vợ chồng rồi. Cho nên kệ mẹ nó, từ từ like mấy chị ha. Rồi anh kiếm cái ba Quảng Châu bự ở trước đó anh thấy không? Ba Quảng Châu bự mà nằm dưới đất á. Ừ. Rồi chờ chút em kéo bao hàng Quảng Châu cao cấp ra em quất cho mấy chị mấy cái bộ đồ luôn nha. Đi hết rồi nè mấy chị. Nói chứ cũng tàu bắt làm miết mấy chị ơi. Đồng ý vậy chứ bắt làm miết à. Một tí cũng vậy, chí thiền cũng vậy, bắt làm miết. Đi hết cái hai vợ chồng nguy hiểm à. Ờ thấy rồi huynh đệ. Kéo giữa ba lấy con cái kéo đi ba. Nhà giờ còn hai người lính già. Còn hai lính già chiến đấu đi mấy chị. Anh chút nữa anh sửa cái bill ở trước của huynh đệ nha. Nhưng mà nó nhớ là đọc cái tin nhắn huynh đệ lấy số điện thoại dưới cùng á. Phải làm bill huynh đệ không thôi chuyển khoản rồi. Chưa biết cái gì trong cái bao này về luôn mấy chị. Mấy chị thấy gì chứ cái bao này bự gì nè, bự sắp 4 sắp 5 lần em. Từ từ đừng có manh động. Rồi legging mấy chị ơi, legging giờ bán mấy chị sao ta? Để em suy nghĩ thử, legging đưa cái kế cho em. Em suy nghĩ thử giờ legging bán cho mấy chị sao nha. À, bán mấy chuyện sao? Đồ quăng không kịp và ghi không kịp nữa. Quăng cái gì đâu, ok. Rồi tôi nói đi, quăng ra kia ghi đi chút nữa ra dùng bill sau. Quân ơi. Đây mấy chị lấy kia ngày hôm nay về nè. Lấy kia này là lấy kia có viền ha. Lấy kia này bình thường là em nhập hàng về là em bán mấy chị cái giá ở trên mây rồi. Là nếu mà nhập mà hàng dùng từ hàng ngoại châu cao cấp á là má mấy chị phải 150.000 cái đi hết. Còn ai đâu chửi anh Bảy mà chọc chị là biết thân mận. Đúng có nghĩa là lấy kim này bây giờ em sẽ bán cho mấy chị 90.000 một cái, ok chưa? 90.000 một cái, dưới 90kg cũng vừa ha, 60 đến 90kg. Ê, nhưng mà đã lắm nha, vải rất là ok. Chốt lấy kim đi mấy chị, lấy kim có viền và không có viền, nói chung là từ 58-60kg đến 90kg, ok. Rồi chốt lấy kim kèm số lượng đi mấy chị. Em có rất là nhiều viền cho nên mấy chị chốt hai cái thì em sẽ để hai cái không đụng. Mấy chị chốt không có viền thì em chốt để lại không có viền cho mấy chị ha. Rồi chốt legging giúp em quý vị ơi. Legging. Chốt giúp em legging đi mấy chị. Vải đẹp lắm nha. Vải dùng từ tuyệt vời mà có 90 ngàn thì ngày hôm nay không mua legging. Thì khi nào mấy chị mua legging nữa? Đúng không? Ngày hôm nay mấy chị không mua legging. Thì khi nào mấy chị mua legging mặc nữa? 90 ngàn một cái quý vị ơi. 90.000 một cái, quẹo lựa nha. Rồi tối hôm nay em bị mắc phong long hay sao mấy chị?
hàng hóa về quá trời luôn. Mà mấy chị chốt hàng kiểu này chết em rồi, chết nhỏ trên trụ điện rồi mấy chị ơi. Chết. Hộp nhung lê 2 cái rồi đó. Dạ 2 cái cũng hộp nhung lê hái viền. Hộp nhung lê 2 cái 180. Chị Kim Loan Nguyễn 2 cái nè cô xì. Rồi 2 cái của Kim Loan Nguyễn. Đây đây. Kim Loan Nguyễn 2 cái. Minh Xu Hồng 2 cái nha chị Nguyễn Hồng Nhung. Nhung ơi, bên Yên là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha Nhung. Hàng có gì thì báo Yên giải quyết nha. Đây Nguyễn Hồng Nhung 2 cái. Minh Xu Hồng 2 cái. Hai cái 180. Hai cái 180. Có viền chị, có viền. Chị Nhung cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Tại vì bên em không gọi điện chốt hàng và bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận á. Cho nên mấy chị mua lưu ý giùm em nha. Có viền và không viền của Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn inbox cho xin địa chỉ số điện thoại nha Jenny Nguyễn. Rồi Jenny Nguyễn 2 cái nè. Jenny Nguyễn 2 cái. Lấy kim không viền 1 cái. Một cái hả chị Thúy Nguyễn thành phố. Rồi lấy bịch xanh vô ghi. Anh ơi cái này khó ghi quá. Rồi Thúy Nguyễn thành phố. Còn thiếu cái đầm nữa. Anh bóc cái đầm. Đầm đen hả? Đầm đen viền trắng kìa kìa. Phía trên nè. Cứ comment lên đi. Đó đầm đen viền trắng. Đúng lấy cái XL để cho Thúy Nguyễn thành phố. Thúy Nguyễn thành phố là nền em bé anh à. 280 cộng 90 ha. Lấy ghi một viền một phong. Ok đổ bình nhân. Cái này là 280 đúng không? Cái này 28 hay? Đúng rồi. 90 với 280 đổ Quỳnh Như 2 cái là 180 ngàn nè. 2 cái của đổ Quỳnh Như nè. Rồi ai nữa? Trời không có đứa nào nhắn tin luôn. Lên đây Nguyễn có chưa vậy? Có. Một cái viền một cái không viền phải không? Đổ Quỳnh Như. Có rồi nè. Có rồi. Hai lấy kim có viền của Hồng Mỹ Chi. Ôi hai chị ơi, hai chị khách mới này nhắn tin giúp cho em được không hai chị? Hồng Mỹ Chi là khách mới, khách cũ nha. Rồi hai cái này của ai? Hai cái này của Hồng Mỹ Chi nè. Dạ Xuyên Trần cũng khách cũ phải không? Xuyên Trần. Lấy cái này 90 ngàn cái nha. Xuyên Trần nè. Xuyên Trần 2 cái nè. Xuyên Trần 2 cái. Chết mẹ. Lấy kim 2 cái 73 ký địa chỉ cũ. Một cái viền. Nguyễn Lý ơi vô chọt tin nhắn lên chị hoặc cho ba số điện thoại được không? Cái bill nào khách mới quên rồi anh. Chị gì ba chữ Nguyễn, quên rồi. Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung hả? Chết mẹ. Từ từ nha em nhắn tin cho khách. Bây giờ mấy chị muốn nữa. Muốn nhanh cũng không có được luôn á. Bây giờ mấy chị muốn nhanh Nguyễn Hồng Nhung rồi. Em thấy chế rồi. Ồ Nguyễn Hồng Nhung này khác mà. Nguyễn Hồng Nhung. Ngày 7 tháng 11 không phải. Hồng Nhung Nguyễn cũng phải. Nó đang sốt mà ba. Nó đang sốt nhập viện mà. Dạ. Rồi Nguyễn Hồng Nhung mới copy nè, mới nhắn tin nè. Em đang nhắn tin cho Nguyễn Hồng Nhung nè. Biết sao không? Em xóa cái tin nhắn trên này chứ. Chứ chị mà để tin nhắn trong này á là chị bị lừa liền luôn á. Thật lòng. Còn một cái máy của em nữa đâu mà trời. Chờ em chút quý vị ơi. Không có mấy đứa nhỏ ở nhà. Anh vô được Nguyễn Hồng Nhung không anh? Xin lỗi mấy chị nha, tập kệ tối nay có mình em với ông Bảy à. Cho nên mấy chị chờ giúp em một chút xíu. Đây nè anh à, được không? Nguyễn Lý nè. Từ từ. Ủa? Nha. Xin lỗi Nguyễn vô cho địa chỉ số ngồi gái ơi. Nguyễn Lý nè. Ủa, Nguyễn Hồng Nhung cho bên này hình nền khác, hình nền kia khác ta. Hai cái gì khác nữa. Nguyễn Lý là một cái có viền và một cái không viền. Ok Nguyễn Lý. Rồi đây. Nguyễn Lý 2 cái. 180. Nguyễn Lý số điện thoại 513 nè. Rồi 513 2 cái của Nguyễn Lý. Kệ thương em chờ em chút mấy chị.
lấy một cái có viền của Thúy Ninh Nguyễn nè. Thúy Ninh Nguyễn được chưa anh? Không vô được, không biết vậy thôi, không, để em làm không thấy địa chỉ luôn, cũng không 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 Thúy Ninh Nguyễn chính vô nè, vô nè đây có hả? Cảm ơn chị nha. Thùy Dung chào chị, em xóa cái địa chỉ số điện thoại Hồng Nhung trên này nha, chứ không để bị lừa đó. Phan Nguyễn nãy giờ có chưa anh, coi thử chưa. Phan Nguyễn hai cái hả? Phan Nguyễn chưa có. Rồi Phan Nguyễn nè, Kha Phan Nguyễn, Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn hai cái có việc. Hằng Nguyễn nhắn tin địa chỉ số điện thoại, nhắn tin ba số điện thoại đuôi Hằng Nguyễn này, Hằng Nguyễn khách cũ nè. Hằng Nguyễn hai cái, coi nó tỉnh đi anh ơi. À, Nguyễn Lý có rồi, Nguyễn Lý ơi, Nguyễn Lý có rồi. Khách cũ vô ngón tay giùm em cái nha. Nhung chị thấy rồi, Nhung Nhung thông cảm nha. Tại bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi hết trơn hết trọi rồi, cái mình em với chồng em làm không có kịp công việc đó, cho nên mấy chị chờ một chút. Bữa nay có like chậm thì cũng chờ một chút ha. Bữa nay có like chậm cũng chờ em một chút. Đang bán quần legging mấy chị, đang bán quần legging nha. Đây, quần legging. Khá Nguyễn kia mà không một cái không viền gì đó. Thấy rồi. Đây nè, trời ơi, 60 đến 90 kg vải hơi bị mê luôn mấy chị. Ha, thấy chị Thùy Dung, vải hơi bị mê luôn. Anh coi thử ra nốt đi anh ơi. Để đi. Nói chung là 60 đến 90 kg quần legging có viền mà không viền. Mà em á thì em thấy có viền với không viền cái nào vải cũng đẹp. Cho nên mấy chị chốt cái gì mấy chị chốt 90 ngàn một cái nha. Có viền với không viền. Tùy mấy chị chốt thôi ha. Có viền cũng được mà không viền cũng được. Một cái 90, mấy chị muốn chốt bao nhiêu cái mấy chị chốt giùm em. Cái này hàng Quảng Châu này mấy bữa em bán phải 150 mấy chị ha. Thấy rồi, thì mấy bữa là em bán tới 150 đó mấy chị. Cho nên chị Hồng Nhung này là chỉ cho địa chỉ ngoài hả? À, chọn anh chưa? Nè có thấy không? Em copy qua rồi hả? Anh nãy em có copy mà. Chị Hồng Mỹ Chi em thấy rồi. Khổ thiệt chứ. Mấy đứa nhỏ đi một cái là muốn giống như rắn bắt đầu. Rồi có rồi anh. Cái nhỏ đi một cái là coi như rắn bắt đầu á mấy chết. Nhưng mà kệ nha, thông cảm giúp em một cái, lâu lâu có một ngày chứ không phải có hoài. Hồng Mỹ Chi khách cổ biết rồi. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. À, lên tiếp mẫu gì đây, em chưa biết mẫu gì luôn. Chưa biết mẫu gì luôn. Hôm nay em lên cho mấy chị mẫu gì em cũng chưa biết mẫu gì. Để em mở ra em coi thử em đang bán mẫu gì. À đó, set bộ mấy chị, set bộ đá, set bộ nhung đá. Set bộ này mà hàng Quảng Châu cao cấp là giá hơi bị cao. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Nó chỉ có một size thôi, là nó có size 60 đến 82, 83 kg bộ nhung. Rồi bộ này bán cho mấy chị với giá nhiêu? 220 ngàn cho hết hàng. 220 ngàn một bộ nhung như thế này. Nói chung là 60 đến 85 kg là ok mấy chị. Rồi nhung đá, chốt lên giùm em nhung đá 220. Ê mấy chị, 220 mấy chị mua là hơi bị rẻ luôn á. Bộ này lấy em 3 cái quần nhé, 87 kg chừng nào. Em nhận rồi, gửi cái tại em không có nhà. Ok Ngọc, Ngọc không viền hai cái, khách cũ của Trần Chi. Trần Chi vô chọt 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 giùm ngón tay được không Trần Chi? Trần Chi hai cái không viền nè anh ơi. Trần Chi cho ba số điện thoại đuôi sau Trần Chi ơi. Vì cái Trần Chi biết anh tại vì không có có chữ. Trần Chi cho ba số điện thoại đuôi sau. Ngọc Trinh lấy ba cái. Ờ ok chị. Ngọc Trinh lấy ba cái. Vì Trần Chi đi. Rồi Trần cho hai cái 100 thì cũng vậy 9 380, đúng không? Đúng rồi. Ngọc Trinh Nguyễn nè. Trần Chi vô chọt ngón tay hoặc là cho ba số điện thoại đuôi sau đi. Ngọc Trinh Nguyễn 93 270 2 7 9 3 5 7 2 7 nè. Rồi mấy chị ơi, 60 đến 85 kg bộ nhung rất là đẹp. Bộ nhung em có hai màu thôi ha, màu đen và màu đỏ, một size màu đen và màu đỏ ha. Đen và đỏ gu xì mấy chị ơi. Ôi đá đẹp quá trời. Nhung này giờ chế không vừa đâu. Em có nhung đỏ và nhung đen quý vị. Em có nhung đỏ và nhung đen nha. Ha, nhung đỏ và nhung đen. Cái hồi nãy là nhung đen đúng không? Còn đây là nhung đỏ. Ha. 223 anh ơi, chốt giùm em Trần chị. Nè, cái này là nhung đỏ nè.
Đây, nhung đỏ mấy chị ơi. Phải khoác huy hoàng không ạ? Để coi thử là gái. Bữa nay nó không có ấy lên em. Bữa nay nó không có dán cái mạc lên xong hơn. Mà nó y chang mẫu bữa trước vậy đó. Y chang mẫu bữa trước luôn. Bữa nay nó không có dán logo sau cổ. Nó đỡ là LQ. Đúng rồi, phải đưa ba mẫu khác nhau với chị Trinh. Đâu có đưa ba mẫu được. Đồ nhung à, chị đang ngực nhiêu? Nói chung là ngực 115 là vừa luôn chị Hạnh Mỹ. Em chưa tính đồ co giãn nha mấy chị. Ngực 115 là vừa luôn. Em chưa tính đồ co giãn nha chị Nhung. Ngực nha chị Hạnh Mỹ. Ngực 115 em chưa tính đồ co giãn. Ok chưa mấy chị? Ok ha. Nói chung là bộ nhung đen hoặc bộ nhung đỏ, bộ nào cũng xuất sắc đó. Bộ nào cũng xuất sắc cực kỳ luôn. Vậy nào chốt nhung nào thì chốt lên giùm em nhung đó ha. Nhung đen và nhung đỏ. Nhung đỏ và nhung đen. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Tiếp tục. Hôm nay em lên với mấy chị mã áo này hơi mắc một chút. Nhưng mà mẫu áo, mã áo có cổ đẹp quá. Mã áo có cổ đẹp quá. Nhung bộ 220 Huỳnh Thị Hồng Phúc. Trời ơi mấy chị mà mặc cái nhung này vô là mấy chị mê lắm. Vải nó cực kỳ mê. Nội cái vải không mấy chị cũng mê nữa mấy chị. Từ em coi cái này. Áo này hình như là 200. Nè mấy chị coi giùm em mẫu áo nè. Mấy chị coi mẫu áo ngày hôm nay về nè. Đẹp chưa? Mẫu áo có cổ giống như áo cá sấu. Ở sau có kim tuyến ha. Ngực 115 vừa á chị chốt. Chị chốt màu gì thì báo giùm em bill của em đi chưa. Em đang xem á. Chị coi thử hồi sáng em chụp hình bill qua chị chưa. Lý Hải Yến. Chụp hình qua là đi rồi. Còn chưa chụp hình qua là chưa đi. Chị Yến, chị Yến vô tin nhắn coi giúp em ơi. Chị Yến vô trong tin nhắn coi giúp em ha. Coi lại bộ nhung hả chị nghe võ. Bộ nhung này chị nghe bỏ mặt không được. Đây. Chưa tính độ co giãn nha. Chưa tính độ co giãn là ngực đã 115 rồi ha. Không, bộ này chị nghe mặt cũng được nè. Bộ này rộng chị nghe mặt được. Bộ này chị nào 90kg mặt sướng lắm. Chị nào 90kg cũng vừa nữa. Em có nhung đen và nhung đỏ nha chị nghe. Em có hai nhung. Một là nhung đen, hai là nhung đỏ. Mấy bộ này mấy chị mặc mê lắm. Mà nhung này mặc nó không có quê nha. Mà nó rất là sang chảnh ha. Rất là sang chảnh mà chỉ có 220 ngàn thôi. Rồi em lên áo cho mấy chị nè. Áo này là 200 ngàn. Em có màu đen. Cho mấy chị coi luôn nè. Màu đen và màu đỏ. Đỏ nè ha. Đỏ nè. Rồi. Vàng nè. Cái mẫu vàng là đẹp nhất. Mấy chị coi người mẫu mặc là mấy chị biết liền. Màu nào đẹp biết liền. Vàng nè. Ở sau lưng nó có cánh đại bàng nè. Ha. Rồi. Mấy con này là 200. Nhưng mà để em coi phơm cái. Em coi phơm một phát mấy chị. Coi phơm một phát. Lý Hải Yến lấy bộ nhung đen. Lý Hải Yến 220 nè. Gửi giùm em Lý Hải Yến 220. Đây mấy chị. Giày mà không mặc là chừng nào mặc nữa mấy chị. Giày không mặc chừng nào mặc nữa quý vị ơi. Hàng Quảng Châu sao có tới 100kg, nó tùy mẫu rồi chị Thư Lê. Mấy chị ơi, hàng này không mặc thì chừng nào mấy chị mặc nữa. Áo 200 ngàn nè. Cô tông lụa 200 ngàn, vải rất là đẹp luôn. Không mặc thì chừng nào mặc nữa. Đơn giản như vậy thôi. Có số 2. Số 2 là đã dưới 80 mấy ký rồi nha. Số 2 là đã dưới 85kg rồi. Còn số 3 dưới 95-97kg nữa. Rồi chốt giùm em số 2 và số 3. Em có mã đen nè. Em có đen nha. Em có vàng ha. Em có vàng. Và em có đỏ. Dạ em có vàng. Mà cái màu vàng là cái màu đẹp nhất nha quý vị. Màu vàng là cái màu đẹp nhất ha. Em có vàng và em có đỏ. Có vàng chữ nữa nè mấy chị. Giải mềm chị, giải mềm rũ luôn á chị Như Nguyễn. Giải mềm rũ luôn.
Không, nó có một hoa văn đó chị nghe. Em nói với chị rồi, giải mềm rũ luôn ha. Mai nguyên một ngày mai là không có hỗ trợ tăng nâng gói cho ai đâu Vũ, tại mai đám cưới của Trường An á, cho nên là bên đó không có hỗ trợ cho giùm bên mình đồ. Để chút đi thôi, nhưng mà mai ra mấy giờ, tại buổi chiều là đám cưới của Trường An á, cho nên là mai để thông báo là mai không có giao dịch, nhưng mà để chị hỏi An thử, chờ chút hơn An thử. Đen và vàng số 3 400.000, đen và vàng số 3. Rồi, Minh Xu Hồng. Chúc Mai Nguyễn Lê. Hai cái hả? Chờ chút thì gọi cho anh An á. Em. Gì vậy? Hai cái 400 hả? Hai cái 400 đúng rồi. Dạ. Tại vì mẹ đâu nó cũng vậy hết đó chị. Tí nói chuyện sao với nó đi. Bây giờ tới ngày mai mà. À, một hình thôi. Dạ đúng rồi chị. Trúc Mai Nguyễn Lê áo vàng 78kg của chế. Trúc Mai Nguyễn Lê lấy số 2 thôi nha chế. Hôm nay like hơi chậm chút mấy chị, đừng có buồn bỏ đi nha tàu em. Like mà không có người coi mệt chết mẹ luôn. Rồi số 2. Số 2 của chị gì quên rồi. Trúc Mai Nguyễn Lê. Nè đưa cái bịch két bỏ vô anh ơi. 200 nó bị rách rồi. Ừ 200. Trúc Mai Nguyễn Lê. Rồi tiếp tục ai xin địa chỉ số điện thoại Trúc Mai Nguyễn Lê luôn. Vô inbox đi chị. À, Như Nguyễn thành phố lấy gì vậy? Số 2. Lấy màu đó. Lấy màu đó là phải lấy màu gì gái? Áo em mặc dừa không chị? Áo số 3 kim thoa trần mặc dừa. Mẫu áo này lâu lâu nó có hàng bự như vậy thôi. Chúc Mai gì đó có vô cho địa chỉ điện thoại luôn. Như ơi lấy màu gì vậy Như ơi? Như Nguyễn thành phố ơi lấy màu gì, vải mềm rũ lắm nha. Như Nguyễn thành phố lấy màu gì báo lại giùm em. Mấy mẫu này kim thoa lên nên lấy số 3 đi. Đỗ Quỳnh Như số 2 vàng. Đỗ Quỳnh Như nó thích mặc áo có cổ. Hai màu đỏ của Như Nguyễn số 2. Ok chế. Đỗ Quỳnh Như 200. Ở lộn, Như Nguyễn thành phố 200. Như Nguyễn thành phố 200. Có bìu quá. Yeah. Coi thử ra chốt nữa. Rồi mấy chị, có chốt nữa hay không thì bác hồ. Cái này mà mặc với quần sọt, quần tay mê lắm. Kim thoa trần. Vải mềm lắm nha. Kim thoa trần vàng. Dồn áo ngực. Ok rồi, kim thoa trần này dồn áo ngực cái kim thoa vàng trần. Vàng mà. Vàng. Đọc sao quá trời. Rồi kim thoa trần. Đẹp quá trời. Ở khu vực chỗ anh á, kim thoa trần đó. Vàng của kim thoa trần có rồi chứ. Rồi kéo cái này để ăn chú này. À, không không. Không có chung được đâu anh, không có chung được đâu. Để chút tụi nó về tụi nó làm rồi. Không có chung hàng gì được đâu. Không không, để im nó đó, để im nó. Hỏi tao nói không có mấy đứa nhỏ như rắn mất đầu ấy. Không có ai nhắn tin nè. Em có một con đầm vàng mà size dưới 82kg, hồi bữa em sale hết rồi. Mà cái này khách trẻ hàng về, cho nên là bây giờ sale tiếp cho mọi người nè. Con này dưới 82kg. Chị nào hồi bữa chưa chốt kịp con đầm này, hôm nay chốt là xuống mánh nha mấy chị nha. Đen của Thủy Thu Phạm. Kiếm con đen số 2 cho Thủy Thu Phạm nha anh. Thì chị nào hôm nay con đen số 2. Thì chị nào hôm nay chốt con đầm vàng là trúng mánh 280 dưới 82 85, dưới 82 83 kg ha. Dưới 82 83 kg. Con này là 280, xe cho mấy chị một cái giá là 180.000 đầm vàng. Chị nào chốt đầm vàng nói chung là dưới 85 kg đi, 75 đến 85 kg đầm vàng
Chị nào chốt đầm vàng thì báo giùm em ha. Thi thu hạ ha. 200. Chị Yên ơi cho xem lại áo. Chị Yên ơi, anh Tư quán này là cho anh Tư treo lên nha. Rồi áo khoác nha. Áo khoác 70 đến 100 kg. Áo khoác 70 đến 100 kg ha. Chị nào chưa có áo khoác thì tranh thủ chốt áo khoác nha. Cái này là 70 tới 100 kg mà vải rất là đẹp mấy chị. Thứ nhất là có tay sọ ngón ha. Thứ nhất là có tay sọ ngón nha. Thứ hai, đây, thứ nhất có tay sọ ngón nha các chị. Thứ hai là nó có túi trong và túi ngoài. Thứ ba là nó có nón trùm đầu. Thứ ba là có nón trùm đầu và có dây rút cổ mà vải rất là đẹp nha. Cái này là xanh đậm nè. Cái này là mấy chị chốt giùm em là xanh da trời nè. Xanh da trời nè ha, xanh da trời. Cái này mấy chị chốt giùm em mẫu mã bò. Chốt giùm em mã bò mấy chị ơi, mã bò nha. Mã bò. Hình như con này của em. Mã bò quý vị. Chốt giùm em mã tím đậm nè. Mã tím đậm. Chị nào chốt mã tím đậm, chốt giùm em mã tím đậm. Hôm nay mấy chị có coi lại xếp bộ với đầm ngày hôm nay về không thì báo em nha. Con này là tím đậm đá nè. Tím đậm đá vậy coi dễ mà một con nữa là màu vàng. Váy quần được không? Được mà, con này mặc cái váy quần là mê. Con này dễ thương lắm. Chị ơi, áo đó có ra màu không để mình biết. Cái này là chị không trả lời Đỗ Quỳnh Như được nha. Ví dụ như cái gì biết thì trả lời được. Còn cái này không biết, không trả lời được ha. Là cái nào biết thì trả lời được. Còn cái nào không biết, không trả lời được ha. Trả lời thẳng thắn luôn. Ví dụ như biết mà không trả lời được thì nó kỳ. Nhiều khi em quên chồng em bỏ vô dạ. Về làm thử nước đầu đi Đỗ Quỳnh Như. Giờ mày hỏi về cuộc tình trái ngang quá. Thật lòng luôn á. Hỏi kiểu này cuộc tình trái ngang quá. Áo của Tông ngày hôm nay về cũng đẹp. Nói chung về mà một ngày nhiều hàng quá. Em bị rối loạn tiền đình luôn mấy chị. Em bị rối loạn tiền đình. Giờ mấy chị muốn em like gì mấy chị nói đi. Giờ hàng nhiều quá em cũng biết em like gì trước nữa. Giờ mấy chị muốn em like gì mấy chị cứ báo em đi. Vậy đi. Cho nó lành. Đó, muốn em like gì thì em bắt lên like. Chứ giờ em đồ nhiều quá vậy em không biết like nào trước luôn. Mấy chị đâu rồi? Mấy chị đâu hết rồi? Cuộc đời. Ủa nãy lên xếp bộ nè. Giả bộ cho xem nguồn tay hả chị Khang Nguyễn? Rồi ok giả bộ. Xếp bộ hả? Ok xếp bộ. Anh đưa 3-4 cái xếp mà đỡ cho mấy lùng chụp hình đưa qua đây em like nha. Nguồn tay của chị Khang Nguyễn 7 mấy ký con. Có luôn. Mấy chị ổng gì có nấy à. Còn mấy chị muốn sẽ kho thì ngày mai. Xem quần tay hả chị ha. Từ nha. Đây. Quần tay của chị Khe nè. Quần tay. Xếp bộ em mới lên nùi á. Chờ chút chị Thư lên. Đây quần tay. À, nói chuyện với này nè. Có. Rồi lấy đi. Bao nhiêu ký? Phải ta 85. Kìa lấy size 2. Kìa kìa. Anh mới lấy đó. Đây mấy chị ơi, quần tay. Quần này là size từ 70 đến 88, 90 ký vừa. Quần tay này ha. Hay. Đúng rồi. Độ co giãn rất là dữ nha. Quần này là 70 đến 90 ký bao vừa. 70 đến 90 kg bao vừa quần này. Chốt giùm em quần lưng caro.
Quần này bán cho mấy chị với giá là 200 ngàn. Mấy chị mà bỏ 300 ngàn mấy chị ra tìm quần tây. Em nói thật mấy chị, chưa bao giờ mấy chị mua được một cái con quần mà vải như thế này đâu. Em nói thiệt với mấy chị á, nè. Nhưng mà hay lắm nha. Cái chỉ á, mà từ đây mà lót tới bến Linh Triều á, nó cũng không đứt chỉ mấy chị nữa. Cho nên mấy chị lưu ý giúp em ha. Lưu ý giúp em. Đây. Rồi chốt giùm em con quần đen này nha mấy chị nha. Chốt giùm em con quần đen. Con này quần đen đá nè, hoặc là quần caro lưng. Quần caro lưng, quần này chị Khang Nguyễn nên lấy nè ha. Quần này chị Khang Nguyễn nên lấy nè, chị Vi Tu nên lấy nè. Nói chung là quần tây bên nhà em mê lắm. Chị nào đã từng mua quần tây nhà em thì chỉ có từ mê tới mê thôi. Mê lắm. Chứ không phải mê thường đâu mấy chị. Rất là mê. Rồi chị nào chốt con quần này thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào chốt con quần tây này thì chốt lên giúp em ha. Khang Nguyễn một cái 200 nè. Khang Nguyễn 200 nè. Con quần này mà chị Kha về là chị Kha nhìn cái mình vải thôi là chị Kha mê. Ha. Hồi Thu vừa nè. Hồi Thu lấy quần này luôn đi. Hồi Thu vừa nè. Quần này vải êm lắm. Hồi Thu một cái 200 nè. Hồi Thu có bill. Rồi chị Vi Tu nè. Hình như em chưa bù một cái áo cho Vi Tu đúng không? Đúng không thì báo cho em đi Vi Tu. Em bù áo luôn khỏi mất công. Chưa bù áo thì báo giùm em bù áo cho Vi Tu luôn nha. Vi Tu không thu bù cái áo hồi bữa trước bị lỗi. Rồi chị nào chốt quần chốt lên giùm em quần nha. Chốt quần lên giúp em. Quần này có màu đen thôi. Còn quần màu khác là từ từ em đưa cục hàng khác lên chị. Ha, cột quần nha. Cột quần. Sao ông nội ông lên nghỉ đi ông nội. Thôi đừng có rửa nữa nó văng đồ, nước vô đồ cái. Cái nó bị thúi đồ luôn á. Ông nội nghỉ đi. Nè có ba quần 100 kg nè. Đây ba quần 100 kg nè. Chị nào mà 90 tới 100 kg hút quần này nè. Chị Vi Tu lấy thêm quần này nè. Riêng chị Vi Tu là lấy thêm quần này. Chị nào 90 tới 100 kg chốt quần này nè. Quần này có mấy màu phải không? Ừ, Hòa Thu lấy thêm màu này nè. Đây, Hòa Thu lấy thêm mẫu này nè. Có màu đen nè nha các chị nha. Mẫu đen. Cái này là màu đen nè ha. Cái này nhiều màu lắm. Lấy thêm mẫu mới đi, hồi tôi mắc gì lấy mẫu hai cái bà nội. Nè, quần 68 kg chị có bộ Quảng Châu không? Quần của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh nè. Có bộ Quảng Châu, Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Hôm nay về bộ Nhung nè. 200 của Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Cái này là màu tím nè Vi Tu. Cái con này là tím đậm nè ha. Con này tím đậm, đồ này là 100 kg nè. Tím đậm. Con này lấy kim rồi. Rồi con này là xanh nè. Xanh nè. Đó mấy chị coi vải nè đã không? Xanh nè. Tím này là 220 nha Thủy Thu Phạm. Tím này của Thủy Thu Phạm 220. Cái bao này là 220 lận. Rồi đó em còn mấy màu rồi đó. Con này cũng tím nè. Con này cũng tím. Ba đi trước mà ba đừng đi sau té. Con này là tím luôn. Mẫu quần này là Vi Tu nè. Hồi Thu nè. Là nên lấy mẫu quần này nha. Không em tuyên bố cứng cựa luôn á. Mẫu quần vải đẹp lắm. Mấy chị ơi quần mà đụng vô cái mấy chị mê tít xà lò luôn. Đừng có nói mê thường thường. Hãy đọc kỹ số ký. Đọc tới cái thứ ba rồi chốt xanh tím đen. Xã của Thủy Thu Vạn kìa. Xanh tím đen. Rồi ba cái này nè. Ba cái này của Vi Tu 660. Rồi cái này của Minh Su Hồng nè, 220 của Minh Su Hồng. Dì ơi. Ngoài Thu không lấy hả? Không. Vậy đi em đừng ngủ dây nha. Mày đã coi.
Rồi hôm nay em lên lại xích bộ cho mấy chị nè. Vô lại xích bộ nha. Xích bộ nãy la chưa tới 5 phút luôn á. Rồi lên xích bộ đã đô đầu tiên nha mấy chị nha. Em là trong ngày hôm nay xích về là em mê cái xích này nhất. Xích này 250 đã đô. Ngày hôm nay về là em mê cái xích này nhất. Ha. Em mê cái xít này nhất luôn là xít đỏ này nè. Ha, đây. Đây mấy chị, xong cái này lên áo lẻ cho mấy chị. Xít đỏ này nè. Ok chưa mấy chị? Đỏ đô kèm quần dài. Chị nào chốt đỏ đô kèm quần dài chốt giùm em đỏ đô kèm quần dài. Xanh với đen. Coi thử còn hàng không nha, hồi thu chứ không có còn hàng đâu. Ờ, sợ là không còn hàng đó. Chứ chốt là có là chốt liền. Sợ là sợ không còn hàng thôi. Thế nếu còn là chốt liền. Quần này quần hai lưng. Rồi xong. Không, hồi thu hết rồi. Hồi thu lấy thêm cái quần hai lưng này nữa. Hồi thu lấy thêm cái này nữa đi bà nội. Thật lòng luôn. Hết rồi. Hồi thu lấy thêm cái này nữa nè. Lấy thêm cái này nữa đây. Quần hai lưng nè. Nè chốt thêm cái này nữa đi chứ không có còn quần đâu hồi thu. Về nhà mặc mấy cái quần này mà không mê kiếm tôi. Nè xuống 397 Trần Đạo kiếm tôi. Chốt thêm hồi thu cái này 200 rồi đi. Hot quần bà nội. Hot. Cái bộ đỏ này là kèm với quần dài 250 ngàn. Bộ đỏ kèm với lại quần dài 250 ngàn. Rồi chị nào chốt bộ đỏ này chốt lên giúp em bộ đỏ mấy chị. Bộ đỏ 250 ngàn. Ha. 250 ngàn bộ đỏ. Chị nào chốt bộ đỏ chốt lên giúp em bộ đỏ nha. Chị gái cho em đổi đồng. Chị muốn đổi cái gì chị chụp hình qua tin nhắn á. Chị báo trên đây làm gì. Quần hai lưng mặc đẹp đó thôi. Quần hai lưng đẹp mà à, bộ này là bộ đỏ phải không anh. Rồi bộ đỏ ngọc trai. Chốt lên giùm em bộ đỏ ngọc trai kèm số ký nha. Bộ này có size tới 100 kg. Bộ này còn đẹp nè. Bộ này mấy chị mà ưng mua bộ là mua bộ này nè. Đây, bộ đen sắn ngực kèm với lại tay, cánh tiên rất là đẹp. Đẹp không mấy chị? Rất là đẹp luôn ha. Bộ áo sắn ngực. Ha, còn quần hai lưng không? Còn Trang, chị Trang Phan. Chị Trang Phan này ở Phú Nhuận nè, anh Trang Phan thành phố review đi. Trang Phan thành phố Phú Nhuận. Quần hai lưng này mặc sướng lắm. 200. Quần hai lưng này chị nào đã mặc rồi sướng lắm. 200 của Trang Phan Phú Nhuận. Em được hai quần hồi thu. Hai quần. Đang like tới gì rồi? Ở like bộ sắn ngực. Bộ sắn ngực đen, vải mê. Nói chung là vải rất là mềm mại mấy chị đây. Vải mềm mại cực kỳ nha. Mấy chị có cái form đồ không mấy chị cũng thấy mê nữa đừng nói chi. Rồi chị nào chốt xích bộ 98 này chốt giùm em 240. 240 xích này nha. 240 xích này. Cái quần đen 220 nữa. Ai nữa anh? Trang Phan lấy thêm quần 220 nữa. Quần 220 hết rồi. Để em coi cái bao nhiêu cái tiền nó để ra. Quần 220 để em kiếm rồi nha chị. Giờ lấy quần hai lưng cho Như Nguyễn thành phố vào. Tôi hỏi có chốt quần lưng cho chốt quần hai lưng cho Duy Tu chưa? Hai lưng đâu có đọc là chốt Duy Tu. Như Nguyễn là chốt quần 80 kg nha. Rồi Như Nguyễn thành phố trước nè. Như Nguyễn thành phố 200 trước nè. Mấy chị từ từ để chờ chút. Mấy chị cứ từ từ.
bỏ vô mà em cho chia tay đi rồi nè. Vậy chị bỏ vô em hai cái quần hai lưng luôn nhé chị. Của Hoài Thu. Có nghĩa là Hoài Thu có một cái quần lưng caro với một cái quần hai lưng ha. Rồi Vi Tu thêm cái quần hai lưng của Vi Tu 200 nè. Thêm cái quần 220. Quần 220 giờ cái bao hàng em chưa kiếm được chị Trang ơi. Em chưa kiếm được cái bao hàng tại bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi hết á. Cái quần đó thì em vẫn còn. Rồi đây nè, quần 220 nè. Rồi quần 220 nè. Rồi quần 220 chị nào rồi còn nhận được hàng rồi chưa? Nè quần 220 nè. Không phải đâu. Không có được, phải không? Quần, đúng rồi quần 220 nè. Rồi quần 220 còn một nùi nè nha. Ai chốt chốt thêm nha. Cái này là màu đỏ đô. Size này là những size 85 đến 100kg nha. Size này là từ 80, 85 tới 100kg. Đỏ đô là 220. Mã bò 220. Mã bò này mấy chị 220 ha. Mã bò 220. Cái này xanh đen 220 đó. Chị Trang Phan hay chị Vi Tu ai chốt thì chốt nha. Rồi 220. Rồi xanh đen. Chốt bò 220 của Vi Tu. Nói chung là ít hàng. Đây này là đưa ra cái mã bò đây anh ơi. 220 của Vi Tu. Xanh đen cũng đẹp nè ha. Nè màu này đẹp nè, màu này nãy giờ chưa thấy luôn nè. Vải đẹp lắm nha chị Vi Tu. Không có cái khi nào mà có hàng gì lắm. Vừa hết đó chị Hồi Thu. Rồi anh Tư để anh Tu ra lấy cái quần caro xả cho Hồi Thu đi. Rồi Hồi Thu muốn lấy lại quần màu gì thì báo. Màu này là màu nâu nè. Màu nâu dạ, dạ. Để kiếm đen hết đen rồi đây nè. Hết đen rồi. Hết đen nào đây đen. Đen không. Rồi Trang Phan đen 220 nè. Giang Phan thành phố đen 220. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết mấy chị. Màu nào cũng đẹp. Nè em có một con nâu nè. Nâu đẹp không? Nâu đẹp quá trời. Con này là con nâu nha. Con này là màu mã nâu nè. Mấy con này chị nào size bự chà bá đó. 85 đến 100kg. Lấy cái quần lưng caro á. Khỏe quá nè. Màu xanh ngọc nó cũng đẹp. Rồi để cho chờ đổi cho Hồi Thu cái 220 màu xanh đen nè. Này caro này đúng không? Rồi, gặp cái 200 nha anh, bỏ cái 220 vô. Đưa 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 cho em. Đưa đưa. Gặp 200 bỏ 220 vô. Rồi đúng rồi đó. Nâu 220 của Vi Tu. Vi Tu 220 nè. Quần đây mà về cầm lên không mê thôi đi kiếm tôi luôn. Vi Tu 220 nè. Bì nè anh ơi. Vi Tu 220 nè. Rồi xong chưa mấy chị? Xong chưa? Rồi lên tiếp tiếp nha. Màu bò cũng đẹp. Màu bò là đẹp nhất nhối luôn. Bò là đẹp nhất nhối. Lấy gì mà cái bì đen giác lên kiểu Vi Tu không? Đỏ đô cũng đẹp hả mấy chị? Đỏ đô cũng đẹp, còn cái đỏ đô nè. Đỏ đô cũng đẹp. Em nói họ vải mê say luôn. Vải mê say luôn. Vải không có từ nào diễn tả được hết đó mấy chị. Cái vải của cái thằng này sao may hay lắm. Kể cả những cái mẫu đá mà từ Quảng Châu nó may cũng mê trời. Tối nay view gì mà có mấy chục người ấy trời. Hồi nãy hình như em có thiếu Vi Tu gì đúng không? Em có thiếu Vi Tu cái áo đúng không? Trải vô rồi đó. Có đổi rồi nè.
Có bỏ vô rồi đó. Đi ra nãy hỏi chưa thấy trả lời. Ủa em có thiếu anh vô Vito mà Facebook ý em coi hả? Facebook ý em đó nha. Rồi cái chị nào mua quần lấy kim không thì báo em ha. Bộ nhung. Rồi lên bộ đây, bộ đây là bộ sắn ngực đúng không? Rồi sắn ngực. Cho mấy lùng chút về chụp hình nè anh. Hay là bộ sắn ngực. Rồi nhiều quá nhìn quá. Rồi quá trời nhiều. Rồi sắn ngực. Anh để đồ lại nha con. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi lên nha mấy chị bộ reo nha. Ủa chưa bao giờ mà em lên xếp bộ mà em không bán được như ngày hôm nay luôn á mấy chị. Thật lòng luôn. Chưa bao giờ mà nhà em lên mẫu xếp bộ mà nó như ngày hôm nay luôn á. Lòng chuột luôn. À. Cái gì vậy? Mày đâu rồi? Mày đâu mà tụt cái vậy? Đâu đây nè. Coi bộ này bây giờ còn xanh với nâu với bò với đỏ rồi gái. Em coi dĩnh này đâu rồi? Đây dưới thằng dưới đất rồi. Quỷ một tí. Áo còn tí. Bây giờ chỉ còn xanh. Còn bò, còn cái nâu nè nè, hồi thu lấy cái nâu nè hồi thu. Lấy cái này. Cái nâu xám, nâu lai xám này nè, cái này nè hồi thu. Lấy con này đi gái. Con này dễ lên đồ lắm nè. Lấy cho hồi thu con này đi anh. Con này dễ lên đồ. Rồi chốt giùm em xích rêu. Trời ơi, ngày hôm nay giờ xếp quá trời đẹp và đầm cũng quá trời đẹp luôn. Mà mấy chị không đá động gì tới em luôn á, đây. Trời ơi, xích rêu quá trời đẹp luôn. Rồi xích rêu kèm quần chính tấc. Rồi bán cho mấy chị với giá 240. 240 xích rêu nha. Rồi chị nào chốt rêu chốt lại lên giùm em rêu. Rêu 240 ha. Chị nào chốt rêu thì chốt lên giùm em rêu với. 240.000 rêu nha. 240.000 rêu. Chị nào chốt rêu chốt giúp lên giùm em rêu. 240.000. Bỏ trên cầu thang luôn anh. Và một cái mẫu đầm ngày hôm nay về nữa, 280. Đây, đầm nhung, cổ rộng. Đây mấy chị, coi giùm em cái phơm cái. Xin nói vậy. Lấy rồi, lấy cho hồi thu rồi. Rồi đầm này có tổng cộng 4 size nè. Xếp rêu XL cũng hộp nở Nguyễn. Anh lấy đi, anh xuống dưới anh lấy đi. XL cũng hộp nở Nguyễn. 240. Vải đẹp lắm chị nở, vải quá trời đẹp luôn. À lấy đứng luôn nè. Ai lấy đứng luôn dưới kìa. Biết là đúng không? Đúng rồi. Riêu loại này đúng không? Đúng rồi. Ít lờ anh. Ít lờ đây. Rồi đó. 240 cũng hợp được. Rồi đây là đầm nhung ngày hôm nay về. Hồng Mỹ Chi ít lờ luôn anh. 240. Đúng rồi đây. Ngọc quá, anh ghi tiền nữa, anh ghi cái đó cho nó rồi đó. Mở vô mình cho nó. Ngọc nữa Nguyễn. Biết là nào luôn hả? Hồng Mỹ Chi. Rồi, Hồng Mỹ Chi. Rồi. Ok, cho coi là sẽ ra đầm này nè mấy chị, đầm nhung mới về luôn. Đầm nhung mới về ngày hôm nay 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg đầm Hồng nhung. Hồng Mỹ Chi nè chơi. Chị nào chốt đầm nhung này, chốt lên giùm em đầm nhung nha. Đầm nhung này cũng 4 size mấy chị. Dưới 70, dưới 80. Lên nè anh. Lên đưa ba xếp lại, đưa lại em cho Nguyệt Phu coi lại. Anh bỏ vô cái bì bỏ anh cầu thang rồi chút mấy lùng cái gì nó chụp. Rồi mấy chị ơi, xếp đỏ đầu tiên. Mà hôm nay xếp nào về cũng dễ thương mà lại bán không được, làm như bị mất phong long. Xếp đỏ mới về. Xếp đỏ ngọc trai nha. Đây xếp đỏ ngọc trai. Vậy nào chốt xếp đỏ ngọc trai, chốt lên giúp em giùm em xếp đỏ ngọc trai mấy chị nha. Đây mấy chị, xích đỏ ngọc trai. Chị nào chốt xích đỏ ngọc trai thì chốt lên giúp em ha. Đỏ ngọc trai 4 size. Rồi xích rêu mới lên. Ủa, luôn. Hỏi chị Nguyệt Thu, chị hôm qua có một cái nick của Nguyệt Thu y như vậy, phải của chị không? Lấy lại không? Hôm qua là phải nick chị Nguyệt Thu vô đặt đồ không vậy? Cái này là xích rêu nè. À, chị nào chốt rêu chốt lên giúp em xích rêu quần chín tấc. Xích rêu là quần chín tấc nha quý vị nha. Mà vải coi giãn dữ lắm, cũng là 4 size. Nói chung là nhà em lên lúc nào cũng 4 size vậy đó. Rồi 4 size mấy chị. Tiếp tục mấy chị. Đầm nhung 280 thì Ngọc Đợi Nguyễn. Đầm nhung mặc lên rất là sang luôn. Cái mẫu đó em lên đồ rất là đẹp luôn. Rồi một cái mẫu đây nè. Đỏ Lê Tấn Đạt 2X. Ok chị. Không phải, để lên luôn chị, em nói chị là hôm qua. À em đó chị ở đây.
Đây là mã sáng ngực nè chị Nguyệt Thu. Mã sáng ngực là Nguyệt Thu đây nè. Mã sáng ngực hơi bị mê nha. Mê cực kỳ. Mã sáng ngực mê lắm mấy chị. Mê lắm 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 luôn á. Đây mã sáng ngực. Rồi chị nào chốt mã sáng ngực thì chốt giùm em mã sáng ngực kèm số ký. Mã sáng ngực tay cánh tiên có phối bò. Mã sáng ngực tay cánh tiên phối bò. Mã đỏ và mã rêu. Ngày hôm nay về 3 set đó. Hôm nay có về áo này nè Lê Tấn Đạt. Hôm nay mấy cái áo lẻ đâu. Hôm nay về áo này nè. Áo này 200 mà đẹp lắm. Vải cô tông đẹp lắm, có size dưới 95-97kg luôn. Áo có cổ đỏ nha. Ở sau là hình đại bàng. Rồi con áo này mà mặc với mấy cái chân váy mê lắm. Em có màu đỏ nè, có màu vàng nè, và có màu đen. Áo này 200 nha, chốt giùm em áo có cổ, cô tông mềm lắm. Cô tông mềm rũ luôn. Đây mấy chị áo có cổ. Rồi chị nào chốt áo này 200 chốt giùm em nè. Thôi không chốt không có, tụi đó làm lòi le luôn. Rồi mấy chị ơi, có chốt không? Rồi giờ nhiều cũng chóng mặt nữa. Rồi xong chưa mấy chị? Rồi chưa bao giờ mà la mấy chị im ru im rít lộ đít còn xanh như giờ luôn á. Nó mất tiêu rồi trời. Rồi mấy chị không chốt gì ha. Lấy em áo đen với lại bộ sắn ngực. Rồi ok chị Lê Tấn Đạt nè. Rồi thôi để mai like đi mấy chị ơi. Đồ dù như em nhận đồ rồi. Mới mua bên chị mà ưng ghê. Ủa Linh Nguyễn mới mua lần đầu hả? Lấy áo đen số 3 đi anh ơi. Lấy áo đen số 3 giúp em. Đó đó, cái đó luôn, số 3 luôn đó. Phải hả? Đó đây nè. Dạ kẹp cho nãy em thấy số 3 mà. Số 3. Nói chung là em bán hàng hả? 200 của Nguyệt Thu đúng không? 200 của Nguyệt Thu. Cho em xem bộ chính tóc quần đen. Lê Tấn Đạt á anh cho anh cho. Thì chuyển qua Nguyệt Thu là đó đó, phải đó. Với bộ sắn ngực đen 2 ít nữa. À lấy cái bộ sắn ngực ở trên cầu thang bộ đen á đưa lại em tay lại. Sắn ngực đen. Sắn ngực đen. Cái này sao đó trời. Và Nguyệt Thu hai trăm tư. Đưa lại mấy cái set đây. Đưa lại mấy cái set đây. Nói chuyện ra thì mới biết được mới luôn. Set đen lại nha. Lại set đen sắm ngực nghe chế nào hỏi. Đây. Ờ đúng rồi chị Vi Tu chứ đâu bao giờ mà có hàng đây liên tục đâu. Vi Tu 220 rồi chốt cái đồ mà mắc nãy giờ suy nghĩ nửa tiếng hồ á trời. Không có hàng trăm ký này đâu. Thật sự luôn chị Vi Tu. Một năm trời nên em được 20 cái, chưa tới 20 cái nữa đó. Đen sắn ngực vải rất là đẹp nha. Chị nào không mua cái bộ đen sắn ngực này là mấy chị hấu hận kẻ cực đầu luôn ha. Hấu hận luôn thật lòng. Đây. Coi giùm em phát đi mấy chị ha. Đen này là đen sắn ngực nè, 4 size, dưới 70, nhưng mà đen sắn ngực này vải mê lắm. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Rồi chị nào hỏi đỏ, ai làm gì làm, nhớ ngày hôm nay tôi cũng có một bộ đỏ nha. Đây, đỏ. Đây, đỏ đô mấy chị. Đỏ đô nha. Chị nào chốt đỏ đô, chốt lên giùm em đỏ đô. Đây mấy chị, đỏ đô. Rồi chị nào chốt đỏ đô chốt lên giúp giùm em đỏ đô nè. Đỏ đô. Đỏ đô là quần dài 250 ngàn. Rồi còn một bộ cuối cùng là bộ rêu. Còn bộ cuối cùng là bộ rêu quý vị. Vải nào cũng co giãn mềm hết á. Đây bộ rêu. Bộ rêu tay rất là đẹp ha. Bộ rêu ngọc trai. Đây. Chị nào chốt rêu, chốt lại giùm em rêu. Cho em coi lại đầm đỏ đi. Đầm đỏ nào chị Linh Na Trần. Nãy giờ em chưa lên đầm đỏ luôn á. Nhung đỏ. Hôm nay em có về hai set nhung đỏ. Đầm đen sắn ngực XL của Ngọc Nở Nguyễn. Dạ ok chị Ngọc Nở Nguyễn nè.
là Ngọc Nữ Nguyễn 240. Cái bộ này chị Ngọc Nữ Nguyễn về cầm cái vải lên không mê luôn. Mê. Cái bộ đó đẹp lắm. Rồi hôm nay em về hai bộ nhung, một nhung đỏ và một nhung đen. Duyên Trần. Bộ rêu của Duyên Trần XL. Duyên Trần mình khác đi rồi. Đi bự rồi. Duyên Trần XL. 2208 hả? 240. Rồi hôm nay em về hai bộ nha. Một bộ nhung đỏ và một bộ nhung đen đó chị. Nói chung là 60 đến 90 kg là ok. Nhung đỏ và nhung đen 220. Trời ơi bộ này 220 mấy chị ơi. Em nói thiệt lòng luôn. 220 không đích đáng đồng tiền mấy chị luôn. 60 đến 90 kg ha. Em có đen và đỏ. Đây. Chị ơi mấy chị ơi làm ơn chốt bộ nhung đi, mặt nó sang chảnh. Mặt nó sang chảnh dễ sợ luôn mấy chị. Rất là sang và rất là chảnh. Đây. Sang chảnh cực kỳ quý vị ơi. Làm gì giờ mà kiếm cái bộ đồ đẹp như thế này mấy chị. Không thể nào. Mà giá chỉ có 220.000 thôi rồi. Lấy bao vô anh ơi. Lấy bao vô đưa hàng lên lầu. Rồi xong chưa em chốt em nghĩ. Hàng ở đây nhiều quá giờ nhìn ngọt quá. Ngọt hàng thiệt. Rồi chị nào hồi trưa chưa mua áo thun 2 cái 150.000 mai mua luôn. Ừ chốt cái mai mua luôn đi. Rồi xong chưa mấy chị nghỉ nha.